Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Phụ nữ muốn ôn dung tự tại, ba việc đừng nên đợi, hai việc không nên sợ. Bạn chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho đáng. Hãy coi trọng sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ, làm việc điều độ. Đó mới là cách sống của người phụ nữ khôn ngoan. Phụ nữ khôn ngoan, ba việc đừng nên đợi. 1. Hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng, nên phận làm con phải lấy việc báo hiếu cha mẹ đặt lên hàng đầu. Người phụ nữ lúc còn nhỏ ở nhà với cha mẹ, khi lớn lên thì đi học, đi làm việc xa nhà, kết hôn rồi thì thành con nhà người ta. Dù đã có gia đình, có chồng con, phụ nữ cũng đừng quên công lao trời biển của bậc sinh thành. Sự báo hiếu của bạn với cha mẹ mình sẽ giúp bạn đời tôn trọng hơn, giúp con cái nhìn vào đó như một tấm gương sáng, để rồi sau này con cái bạn cũng hiếu thảo với bạn. Nhiều người cho rằng khi nào có điều kiện nhất định sẽ báo hiếu, không để cha mẹ mình thiếu thốn thứ gì. Thế nhưng, tuổi trẻ và thời gian của bạn có thể còn nhiều, nhưng cha mẹ ngày một già đi, không còn nhiều thời gian nữa. Phụ nữ hãy nhớ, đừng đợi giàu có mới báo hiếu cha mẹ, đừng đợi rảnh rỗi mới gọi điện hỏi han, đừng chờ khi nào mệt mỏi mới trở về nhà. Cha mẹ chúng ta không cần tiền của con cái, không mong muốn con phải là ông này bà nọ, chỉ cần những điều nhỏ nhặt như sự quan tâm hỏi thăm, chỉ cần bạn sống tốt khỏe mạnh, cũng chính là lòng hiếu thảo. 2. Yêu bản thân. Phụ nữ biết yêu thương bản thân, chăm sóc tốt sức khỏe của mình, thì bạn mới có thể yêu thương được người khác. Đừng vì mãi hy sinh cho chồng con mà quên mất rằng mình cũng cần được quan tâm. Việc trong nhà không phải cứ ôm đùm hết vào người là sẽ được chồng khen ngợi, tán dương. Bạn chẳng thể nào thể hiện quá nhiều vai trò cùng lúc. Hãy khéo léo nhờ chồng giúp đỡ, chia sẻ để bạn có thời gian dành cho bản thân mình. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của đời người. Đừng đợi đến khi tuổi già ập đến mới nhận ra lâu nay mình đã bỏ bê việc chăm sóc bản thân như thế nào. Còn người ta có sức khỏe thì có thể tạo ra những giá trị vật chất, nhưng có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được sức khỏe. Phụ nữ hãy ghi nhớ, đừng lao đầu vào kiếm tiền để mua chiếc giường đắt nhất, đó là giường bệnh. Bạn chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho đáng giá, biết coi trọng sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ, làm việc điều độ. Đó mới là cách sống của người phụ nữ khôn ngoan. 3. Nuôi dạy con. Có câu, phụ nữ khi đã làm mẹ thì chớ nên tăng ca. Đúng vậy, tiền thì ai chẳng cần, ai chẳng muốn có nhiều. Một số phụ nữ có tâm lý kiếm nhiều tiền để chăm lo cho gia đình, để mua cho con những món đồ con yêu thích. Tuy nhiên, có một thứ mà sau này dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua được, đó chính là tuổi thơ của con bạn. Kiếm tiền quan trọng nhưng con cái còn quan trọng hơn. Nghịch lý cuộc sống khi mà con người ta muốn có con nhưng lại thuê giúp việc để chăm con, dạy con. Con cái chính là tài sản của cuộc đời người phụ nữ. Tuổi thơ của con một khi đã qua đi thì không bao giờ lặp lại. Người mẹ tuyệt vời là người dám đánh đổi sự nghiệp cho những năm tháng đầu đời của con. Đó chính là khoảng thời gian trẻ làm quen với thế giới, học hỏi được nhiều điều hay, định hình tính cách cho tương lai. Vậy nên không thể thiếu sự quan tâm, nuôi dạy của người mẹ. Phụ nữ khôn ngoan, hai việc không nên sợ. 1. Cô đơn. Trong cuộc đời người phụ nữ, không tránh được những thời điểm cảm thấy cô đơn, trống trải, cần một bờ vai đủ lớn để tựa vào, cần một cái ôm thật chặt
để xua tan hết muộn phiền. Có người thấu hiểu sẻ chia là điều ai cũng mong muốn, nhưng không phải cứ muốn là có được. Người đàn bà bản lĩnh là người có thể làm bạn với cô đơn, coi nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Họ không sợ cô đơn, tìm niềm vui cho chính mình, dành khoảng thời gian tĩnh lặng khi một mình để nhìn thấu bản thân. Với họ, cô đơn khi một mình không đáng sợ. Khi ở trong một mối quan hệ mà vẫn cảm thấy cô độc mới thật sự là đáng sợ. Vì vậy họ chọn cách đối mặt với thực tế, biết cách làm mình vui vẻ mà không cần đến sự có mặt của đàn ông. 2. Cái chết. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của con người sống ở đời. Con người sống đâu biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Chỉ biết sống trọn vẹn ngày hôm nay, mọi việc trời xanh đã an bài. Phụ nữ khôn ngoan sống ung dung tự tại, không sợ cái chết. Để nếu một ngày nhắm mắt xuôi tay, họ cũng không hề cảm thấy hối tiếc. Đời người chỉ sống một lần duy nhất. Phụ nữ ơi, hãy biết sống cho bản thân mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!